Nghệ sĩ Vũ Linh phải quỳ gối trước vợ ông trùm Nam Cam vì món nợ của hai đứa em trời đánh, sáu bào, bảy báo. Thưa quý vị khán thính giả thân mến, mới đây trên mạng xã hội có chia sẻ một tấm hình ghi lại khoảnh khắc đầy đau xót về cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Không có một từ ngữ nào thể hiện được hết nỗi lòng, đau đớn cho thân phận của một ông hoàng cải lương hậu quảng. Hình ảnh mà quý vị đang nhìn thấy được ghi lại là lúc ông hoàng cải lương hậu quảng phải quỳ lại trước mẫu hậu, vợ của ông trùm giang hồ Nam Cam, để xin vợ ông Nam Cam mũi lòng thương, đừng cắt lưỡi làm hại đến hai đứa em nghiện cờ bạc của mình. Cầu xin trúc mẫu hậu cho thêm thời gian để ông cố gắng nai lưng đi làm kiếm tiền trả nợ thay. Thưa quý vị, đầu gối nam tử bằng vàng, đàn ông chỉ đứng chứ không quỳ. Đường đường là một ông hoàng cải lương, ông hoàng hậu quảng được triệu triệu người yêu mến, một nghệ sĩ đa tài. Nhưng ai có ngờ phía sau sân khấu, ông đã phải chịu nhục để cứu hai đứa em bảo bào của mình. Mới đây trong cuộc phỏng vấn, má Tư Quốc Thanh đã chia sẻ về câu chuyện của nghệ sĩ lớn Hồng Nhung, Tiểu Linh. Không chỉ một mà rất nhiều lần gây nợ buộc anh trai mình phải trả nợ giúp. Má Tư nhớ như in cột mốc năm 1990, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đi làm quanh năm suốt tháng, ráng cày cuốc để chơi hai dây hụi, mong gom góp tiền để dành. Sau khi Vũ Linh để gần cuối và hốt được hai dây hụi, được hơn 300 triệu đồng. Theo một số cộng đồng mạng cho biết, 300 triệu vào thời điểm đó ước tính giá trị so với đồng tiền ở thời điểm hiện tại thì tương đương hàng trăm tỷ, là một con số khủng khiếp. Tuy nhiên, khi má Tư Quốc Thanh cùng Vũ Linh vừa cầm tiền về nhà chưa kịp cất tủ, thì nó lại nhảy qua túi của sáu bào và bảy báo, mang đi qua nhà chủ nợ để cất giùm. Khi cố nghệ sĩ vừa lấy tiền về, thậm chí còn chưa kịp mở ra để xem, thì sáu bào đã xõa tóc đi bằng hai đầu gối khóc lóc van xin anh Nam cho hơn 100 triệu để trả nợ. Thương em, cố nghệ sĩ đứt ruột, móc tiền ra cho. Nhưng còn đứa em gái kia, vừa đi ra khỏi cửa, nó đã nháy mắt báo hiệu cho thằng em bảy báo. Thế vào chỗ đó, hai chị em luân phiên nhau vào xin tiền. Người chị hơn 100 triệu, thì đứa em cũng vậy. Không lẽ báo đần lẽ, sáu bào và bảy báo song kiếm hợp bích để báo cuộc đời của anh mình? Tại sao có thể như vậy? Và một lần khác, chủ nợ đòi đến xử lý ông bảy báo ngay tại đoàn cải lương. Thấy vậy, chú Nam lại phải lấy hàng trăm triệu ra để trả nợ tiếp. Những đồng tiền bằng xương bằng máu của mình trả nợ cho hai đứa em, liên tục phải trả nợ mà bản thân lại không đi vay nợ. Cố nghệ sĩ đã cứng tay tuyên bố không bao giờ trả nợ cho hai đứa em đổ đốn nữa. Không bòn rút được của anh Nam, chúng đã chuyển hướng, lấy căn nhà từ đường của cha mẹ làm mục tiêu. Sau nhiều lần gây nợ, tiễn luôn ông bà tổ tiên ra ngoài đường ở, anh Nam vẫn không đành lòng để hai đứa em lang bạc. Năm 1997, cố nghệ sĩ mua một căn nhà ở đảo Hy An với mức giá 80 lượng vàng cho sáu bào, bảy báo có nơi ở đàng hoàng. Nhưng có ai ngờ, ở chưa được bao lâu, chủ nợ tìm đến, đập phá, tạt nước sơn, đôi phải trả nợ. Thế vậy, Vũ Linh mới lại lấy căn nhà và yêu cầu hai đứa em dọn đi. Đáng chú ý trong phần chia sẻ của má Tư Quốc Thanh đã kể lại câu chuyện của sáu bào bảy báo vay nợ của vợ ông Trần Nam Cam. Khán giả theo dõi không khỏi xót xa khi má Tư cho biết đích thân cố nghệ sĩ đã phải đến gặp chủ nợ của các em là Trúc Mẫu Hậu, vợ Nam Cam. Theo lời chia sẻ của bà Tư, Vũ Linh đã không dám ngồi, chỉ đứng và khóc ngay trong bữa tiệc để xin cô giảm bớt tiền mà em chủ đã vay lãi rất cao. Nghe lời chia sẻ của bà Tư đã đủ đau xót, nhưng hôm nay trên mạng xã hội còn lan truyền một tấm hình lịch sử chứng minh lời nói của bà Tư Quốc Thanh nói hoàn toàn là có thật. Tấm hình này ghi lại thời khắc ông hoàng cải lương Vũ Linh đang quỳ gối dưới chân của Trúc Mẫu Hậu khóc nức nở. Bên cạnh là bà Tư Quốc Thanh, đầu gối của một người đàn ông là một ông hoàng sân khấu mà phải quỳ dưới chân một người phụ nữ, phải rơi nước mắt, xấu hổ lắm chứ. Vậy mà không một lời oán trách. Nếu như không có cái quỳ gối ngàn vàng của chú, thì giờ này lưỡi của sáu bào bảy báo đã không biết đi về đâu. Và giờ đây họ đâu thể khẩu nghiệp hại cho con chú được nữa. Thương, đau lòng, ai cũng một lần để sống. Chú kiếp trước chắc nợ họ nên kiếp này chú khổ tới cuối đời, sắp bệnh chết không dám đi bệnh viện vì sợ lũ em ở nhà bài trò cho bài căn nhà mà chú chắc chiêu dành dụm cho con cho cháu. Giây phút cuối đời ở cõi tạm vẫn nơm nớp sống trong lo sợ, và đến khi đã sang bến bờ bên kia, hương hồn vẫn không được thanh thản. Cha thì quỳ lại Trúc Mẫu Hậu trả nợ cho Hồng Nhung, Tiểu Linh. Đến đời con là Hồng Loan phải quỳ lại cô Sáu và chú Bảy cho cha của mình được về nhà. Thương cho một đời nghệ sĩ tài hoa, đức độ, hai cha con cùng một pháp danh, Thích Cam Chịu. Nghệ sĩ Lê Tĩnh tiết lộ chuyện gossip chơi bùa ngải, cầm sổ đỏ lúc nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh bị bệnh. Kim Nga chứng kiến tất cả
vì sao phút cuối lại trở mặt. Miền ký ức phần 5. Kim Nga làm trợ lý của một nghệ sĩ cải lương không giống làm trợ lý của một ca sĩ. Trợ lý ca sĩ họ chỉ cần nhớ ngày giờ lịch diễn, quay hình và phân chia giờ giấc hợp lý để đảm bảo tiến trình làm việc của ca sĩ. Còn làm trợ lý của nghệ sĩ cải lương vất vả hơn nhiều. Kim Nga lại còn đặc biệt hơn, vì ngoài việc nhận show và ghi nhớ lịch làm việc của cố nghệ sĩ, Kim Nga kiêm luôn việc chăm sóc và lo lắng của nghệ sĩ, từ việc ăn uống, chăm sóc nhà cửa, quần áo trang phục, chăm sóc sức khỏe cố nghệ sĩ và túc trực bên cạnh khi ông đau yếu, bệnh hoạn. Chẳng khác gì Kim Nga mà quản lý trước kia của cố nghệ sĩ là Hoàng Vinh cũng y như vậy. Hai trợ lý này có nhiều điểm chung. Họ đến với nghệ sĩ Vũ Linh là do thần tượng cố nghệ sĩ. Họ làm việc không tính lương, tính tháng. Công việc của họ vất vả giống như nhau, và hơn hết là sức chịu đựng của họ và sự kiên nhẫn thật là đáng khâm phục. Thật vậy, nếu làm trợ lý cho cố nghệ sĩ vì đồng lương thì khó làm lâu dài. Ban ngày anh thu hình, thu tiếng, quay phim, ban đêm anh đi diễn, nhiều khi chạy show từ tỉnh này đến tỉnh nọ. Và là một nghệ sĩ nổi tiếng nên tần suất làm việc của anh lúc nào cũng liên tục. Anh là người không biết mệt, cả ngày quay phim, tối đi diễn, sau đó không phải ngủ mà là nhậu. Thời gian anh nhậu bắt đầu từ sau khi diễn xong và kết thúc là khi trời tờ mờ sáng. Và lúc nào cũng vậy, nếu ở Sài Gòn thì những người anh em thân tình hát mỗi người một nơi, sau đó kéo về nhà anh nhậu. Còn đi tỉnh, sau khi vạn hát lãnh lương xong là qua phòng anh nhậu nhẹt, cười giỡn. Và người cuối cùng còn lại trong buổi nhậu là anh. À quên, anh còn người trợ lý, họ luôn bên cạnh chăm sóc cho cố nghệ sĩ cho tới khi anh ngủ, rồi dọn dẹp, rồi chuẩn bị quần áo trang phục cho buổi quay hình ngày hôm sau. Nếu việc làm của họ không xuất phát từ cái tình dành cho cố nghệ sĩ, và nếu họ không xem ông là người thân của mình, thì không thể nào chịu đựng nổi vì nó kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Hoàng Vinh và Kim Nga còn giống nhau một điểm là không dựa vào tên tuổi của cố nghệ sĩ tỏ ra phách lối hay lên mặt với khán giả, đồng nghiệp và các nhà tổ chức. Bởi vì ngay bản thân anh chưa bao giờ làm điều đó, và dĩ nhiên anh không cho phép người thân hay quản lý của mình được phép làm như vậy. Bảo vệ danh dự cho cậu hay đang làm nhơ nhuốc tên tuổi của cậu khi lúc sinh thời, cậu luôn từ chối những lời mời diễn nhà hàng và casino ở Mỹ với thù lao rất cao. Các nhà tổ chức hiện nay vẫn còn, và người bạn diễn anh rất thương đề nghị vẫn không được. Có rất nhiều game show mời cậu làm giám khảo với các xe cao ngất ngưỡng, nhưng cậu thẳng thừng từ chối vì ai cậu phải tham gia cuộc thi sao nối ngôi. Giờ cậu mất thì đem cậu vô quán bar để tế. Và nếu lúc cậu còn sống không ai dám đụng đến Phượng, vậy sau cuộc thi tài tử tranh tài cậu không giúp Phượng thêm lần nữa. Và thời gian Phượng sống chung với cậu bao lâu, có lo được cho cậu như Kim Nga và Hoàng Vinh không? Hay chỉ là những lúc nào cần thì mẹ Phượng và Phượng đến, mỗi lần đến là yêu cậu, thương cậu hay nhờ vả cậu, đều mà Kim Nga khác Hoàng Vinh là cô ấy đã ở bên cố nghệ sĩ cho đến những ngày cuối đời. Cô ấy luôn bảo vệ cố nghệ sĩ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chính cô ấy là người phản đối khi biết cố nghệ sĩ cho những người kia về ở. Bởi vì hơn ai hết, cô ấy hiểu được họ muốn gì và sẽ làm gì. Thật vậy, sau khi gia đình đồng sở hữu về ở, ngoài việc chăm sóc cho cố nghệ sĩ, Kim Nga còn kiêm luôn nhiệm vụ làm vệ sĩ để bảo vệ cố nghệ sĩ. Tai phải nhanh hơn, mắt phải lành hơn, phán đoán phải nhanh nhạy hơn để kịp thời ngăn chặn những bất lợi xảy ra cho cố nghệ sĩ. Thời gian cố nghệ sĩ đau nặng, Kim Nga luôn bên cạnh chăm sóc và chỉ cần chạy xuống nấu cơm. Khi quay lên phòng thì thấy một bà thầy Pháp đang đốt bùa, niệm chú quơ qua quơ lại trên đầu cố nghệ sĩ. Bị phát hiện, bà thầy Pháp bỏ chạy, Kim Nga rượt theo hỏi, làm gì? Bà thầy Pháp trả lời, đốt bùa cho mau hết bệnh. Bùa gì? Muốn trị bùa thì phải có tội. Thế là lấy tội để dưới gối của cố nghệ sĩ, chạy xuống nhà nấu cơm trở lên. Tội dưới gối mất tiêu, không biết cô ấy mệt không, chứ tôi thì bỏ chạy mất dép. Bận thì thôi, còn rảnh là ngồi canh trước cửa phòng, canh cậu. Không ạ. Canh tờ hộ khẩu, 5 lần 7 lượt hỏi tờ hộ khẩu, hỏi lấy hộ khẩu làm gì, cho em bé nhập vô hộ khẩu để đi học. Ủa, còn lâu mà, lo trước sợ không kịp, hỏi cậu đi, cậu dứt khoát không cho. Canh cậu, không ạ, canh sổ đỏ và giấy tờ đất đai, canh xem có kêu cậu ký giấy tờ gì không, sợ giống như nhà từ đường, kêu cậu ký sửa nhà, nhưng sự thật không phải là sửa nhà, mà sửa luôn cái tên người chủ quyền căn nhà đó. Gia đình mình, nhưng không ăn cơm chung. Kim Nga với cố nghệ sĩ ăn riêng, gia đình 4 người ăn riêng. Ủa sao không ăn chung, sợ lây bệnh. Thấy có nhiều kênh YouTube nói
Chuyện không làm di chúc là do cố nghệ sĩ vô tình, chứ cố nghệ sĩ không hề có sự sắp xếp nào cả. Chẳng những biết mà anh ấy còn biết rất rõ, nếu biết sao vẫn cho về nhà ở. Câu hỏi này chỉ có cố nghệ sĩ mới là người có câu trả lời chính xác nhất. Thậm chí những khi anh đau nặng, anh không chịu cho ai đưa đi bệnh viện, cuối cùng phải nhờ Bình Tinh năn nỉ, thuyết phục mới chịu đi. Ủa, vậy cậu thương Phượng dữ chưa? Sao cậu không nghe Phượng mà nghe lời Bình Tinh? Khi anh có mặt ở nhà, hộ khẩu, sổ đỏ, giấy tờ quan trọng luôn bị lăm le, rình rập. Nếu anh vắng mặt thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nhiều khi rối quá nghĩ không ra. Tôi như Kim Nga, tôi sẽ đưa anh và chở luôn cái tủ sắt vô bệnh viện cho chắc ăn. Vậy thì lý do nào một người như Kim Nga lại quay xe vào giờ cuối?